của mình. Hôm nay làm món gì nhỉ? Hai đầu lợn mỡ nhỉ? Khoai lang chiên à? Rồi ok bây giờ. Chào tất cả các bạn nhá. Buổi chiều hôm nay thì mình và cái tem đầu lợn mỡ của mình lại tiếp tục quay một video về ẩm thực cho các bạn ạ. Thì cái món ăn này thì cũng rất là đơn giản thôi, thì cũng không có gì là khó các bạn ạ. Đây là nó gắn liền với tuổi thơ luôn các bạn ơi. Rồi ok bây giờ là mình sẽ đi nhá. Lấy giá con. Đi đặt khoai. Chỉ có này giá. Thiếu mất một cái đầu lợn mỡ. Bây giờ sẽ ra vườn mói khoai. Đi. Mói khoai. Rồi. Chờ cho mưa. Mưa rồi các bạn ạ. Đâu? Thấy củ chưa? À, đâu có củ không? Ơ khoai bà nội giống ơi, củ to phết nhờ. Tèng tèng tèng. Đây củ nữa. Rồi ok, vậy là khéo. Cần 4 củ và đủ ăn đúng không? Đây là ở quê các bạn ơi. À có đâu nữa. Lại củ nữa à. Thí Dương thấy không? Buổi chiều quê các bạn ơi. Hôm nay thì còn rất là sớm, khoảng 3 giờ nhưng mà trời muốn mưa, đang mưa rồi. Đấy, đang mưa, lấy tay, lấy tay, lấy tay các bạn. Đây, đây, đâu đâu, củ to không? Ê, tè, tè. Rồi ok. Vậy đủ ăn rồi nhỉ? Ok, đi về. Đi về đây. Đi về để làm món khoai lang chiên thôi. Món này các bạn nhỏ rất là thích các bạn ạ. Đấy, rồi ok các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ đi nạo khoai các bạn nhá. Mình đứng đây. Nạo khoai, nạo khoai. Đâu con bảo con Thùy Dương muốn làm đâu thì ra đây. Bạn lấy bác cái dao đi. Bạn lấy bác cái dao đi. Để bác cắt đầu cắt đuôi đi. Cắt đầu là khéo phải. Đấy bây giờ là trước tiên làm nạo hết vỏ đi. Chị có thể chọn thái. Cho nó trắng tinh, bắt đầu thì nữa mình thích làm hình gì mình làm, xong là tròn. Chiên thôi đúng không? Sẽ ăn hình tròn. Tròn hay là như nào thì tùy. Rất là đẹp. Thái dày quá bác ơi. Dày vậy ăn cho nó đã. Bố con làm với. Mình muốn làm. Cháu thử nhá. Cái đấy nó hỏng cái sắt rồi sao? Chơi chơi. Hiền các bạn ra. Các bạn ơi, nếu mà muốn khoai trắng thì ngâm vào nước muối. Để mình đi ngâm nước muối đi. Đây nước trong này đây rồi. Đấy. Muối này, chặt muối vào này này. Có thêm muối đâu. Ok. Dẫn lấy cái đũa quả quả đây. Hàng trắng. Thì đây ra đi lấy đi. Đấy. Xong cái món kia rồi. Bây giờ mình sẽ đi chân ăn. Bây giờ mình sẽ cho khoai vào. Cho khoai vào đây cho nó ấy đúng không? Trắng. Rồi ok, cho khoai đây cho nó trắng. Ngâm một tí đúng không? Vâng. Ngâm nhiều tí làm gì? Rồi để bố đi rửa nồi nhá, rửa nồi để mang bếp ga đi chiên ngoài này cho nó sáng. Nếu như mà muốn khoai chín nhanh hơn thì đem đi luộc qua nước. Em bắp nè. Hello, xin chào tất cả các bạn. Bắp ăn gì? Bắp to lắm. Giờ cứ quay đi nhá. Mẹ ơi. Để mình gắp cho các bạn xem một miếng. Đây là gì vậy? Mẹ lên đồ nhà chị nhé. Mẹ ăn lên đồ nhà bác. Cháu ơi, bây giờ chị quản này đâu ơi. Đấy. Chúng ta sẽ ngâm trong vòng 2 phút. Rồi ok các bạn ơi. Khoai lang mình đã ngâm nước muối cho nó trắng để cho nó rám nước rồi. Bây giờ mình sẽ lên mỡ với mang chảo, mang bếp ga công nghiệp ra mình ngoài hè này mình sẽ chiên các bạn nhá. Mỡ. Mỡ đây. Mỡ mỡ. Mỡ là sao mấy? Đặt mỡ đây.
Đây, im bố bật cho con không bật được. Cái món khoai lang chiên này rất là đơn giản đúng không? Nguyên liệu chính có mỗi là khoai lang thôi, không có gì. Tí nữa chấm với... Tí nữa chấm với lại gì nhỉ? Tương ớt. Là ok đúng không? Rồi ok. Nào, Thỏ quay cho bố, để bố làm nha. Rồi, ok các bạn ơi. Ok, mồi bếp gạo, mồi bếp gạo. Bếp gạo bắt đầu lửa. Đầu lửa lên em đấy. Quay lại đánh mưa rồi này. Như cả ăn mặn mặn ngọt ngọt chứ kiểu bim bim bình thường ấy. Có chút muối vào đây à? Nếu mà muốn ăn mặn thì lắc một ít muối vào canh. Giống như bim bim này, cắt đẹp phết trong bim bim. Nếu mà cho ít muối vào giống y hệt bim bim trên quán luôn. Ba cần bán rồi kìa, bác chả cho vào đi. Dầu, dầu dạ, cho dầu nó ra đã. Chưa gà, nước nó bắn. Chúng ta thơm quá. Thích đúng không? Đấy vàng đấy, bắt đầu vàng đấy các bạn ơi. Các bạn xem video nhớ cho mình và cái kênh Đầu Lợn Mỡ mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nha các bạn nhá. Bấm cái chuông bên cạnh nữa. Bấm cái chuông bên cạnh để nhận tất cả thông báo mới nhất đúng không? Vâng. Các bạn muốn kết bạn Zalo hoặc là Facebook thì cái số điện thoại của mình đã để ở dưới phần bình luận các bạn ạ. Và đấy kết bạn Zalo Facebook của mình với cái kênh Đầu Lợn Mỡ của mình ở trong đấy luôn. Đấy vàng rồi. Rất là nhanh đúng không? Món này rất là dễ làm. Chị em này rất thích ăn. Thơm ấy. Mình tí nữa mình chấm với tương ớt, tương càn, tương su được đúng không? Tương càn thì có. Nó vàng lên. Này là khoai lang Nhật các bạn ạ. Mấy chục nghìn cân, đắt hơn gạo. Đây là con mẻ đó các bạn ơi, vàng ươm rồi. Ui, vàng quá đắt rồi. Wow. Đấy, mình làm như kiểu quán thật đấy nhỉ. Cái này rắc một ít muối nữa cơ. Mà hình nó khác thôi. Của người ta nó dày cay. Rắc ít muối kiểu cay cay. Chứ mình thì ngon hơn quán ấy chứ. Mẻ tiếp theo. Và hết cả mình. Ok, đổ đây cho nào. Oh, bim bim. Bim bim khoai tây. Đẳng cấp không? Wow. Một mẹ. Lúc nào làm chuối cơ? Ừ, chuối. Chiên như này này. Chiên như vậy này. Không, mình để dài dài ấy, cắt dài ấy. Ừ, không phải chiên nó như vậy này. Nhưng mà để tầm vầy thôi. Dài quá. Tí nữa mang chiếu đi, cái chỗ vào ruộng nào trong kia ngồi ăn nhỉ? Ok luôn. Tôi có chỗ nào nhỉ? Mày là chỗ cũ đi. Mấy cái chỗ kia mình đi hết rồi. Rồi ok các bạn ơi, mẻ thứ hai rồi các bạn này. Vàng ươm mờ mờ. Ngon. Bác ơi, một đĩa này tương vừa không bác? Còn đĩa thứ hai đĩa này. Tôi thấy không vừa đâu. Đĩa đấy thơm cho, nhỉ? Cho mẻ đấy vào đĩa đấy luôn nhé. Khoai ngày xưa là ăn chống gói nhưng bây giờ ăn để chơi thôi. Quan nghiện khoai luôn. Ngày xưa là ăn, mình ăn khoai đấy. Bạn ơi, không phải đơn giản đâu. Ok các bạn ơi, thì cũng sắp xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy tương ớt để chấm. Cầm cái lọ đi luôn. Nếm miếng không? Quay nếm miếng. Ủa, sao ngon à? Nếm đi. Mời các bạn chơi. Mời các bạn nha. Giòn tan nhỉ? Giòn nhỉ? Giòn mái cho vào muối nó giòn. Ngon.
cho thì em thử xem nào. Mời các bạn nha. Mang cả nước nữa. Chiếu. Chiếu mang đi để ngồi các bạn nha. Các bạn ơi, vậy là mình đã là xong một đĩa khoai. Khoai lang chiên. Rồi đi. Dụng cụ cái chiếu với lại nước. Nước. Đu à? Đi thì giường bê. Cái nào mát mát nhỉ? Còng hà mát không? Đó cái chỗ đất nợ cỏ cỏ bố bác gì hả? Nay không gió nhỉ? Gió mang diều thả nhỉ? Bác ơi, hôm qua bác không... Hôm qua đông ở ngoài kia chợ quay ngoài thả diều lắm. Bác làm mấy cái diều liền cơ mà. Nhưng mà nó phải gió, nay thì có gió đâu. Hôm qua có gió quá nhỉ? Hôm qua nhá, người ta đi từ sớm ấy. Cháu trắng nghĩa. Đi nào nhanh lên. Cho cái cỡ dọn kia rồi ăn. Ừ, rồi ok các bạn ơi, bây giờ là mình với cái tem đậu lợn mỡ là xong rồi. Giờ vào đây ăn cho nó mát các bạn ạ. Buổi chiều rất là đẹp luôn. Ngồi đây hay ngồi chỗ bãi cỏ kìa? Ngồi đây. Vào bãi cỏ đi. Đi thử vào cái bãi cỏ xem nó có đẹp không. Rồi ok các bạn ơi. Mình và cái tem đậu lợn mỡ là sẽ giải chiếu đây ăn bạn nha. Đi ngồi giữa rời luôn. Trời sắp muốn mưa. Ơ có gì kêu đấy? Rồi ok ngồi đây ăn cho nó mát đúng không? Thả đào lên, đào nhanh lên. Ăn nhanh lên. Đây tương ớt, rót tương ớt không? Hôm nay lại thiếu mất con Hiền. Hiền nay là đang ở nhà để tối đi học. Tối đi học để vào lớp 2 à? Vâng, tối đi học. Rồi ok hai đứa thử ăn thế nào. Đào ăn đi, đào nhón ăn nào. Mời các bạn thế nào. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Giòn nhỉ? Ngon không? Ngon. Món ngon dễ làm, trẻ con thích ăn đúng không? Rồi ok. Đào ăn đi, ngon thận đào. Ăn cái khoai này đứng ngấy. Đứng ngấy đúng không? Khoai cái chiên vậy á. Đây mình thử ăn miếng. Giống như bim bim nhỉ. Bim bim. Chấm với tương ớt các bạn ơi. Mời được các bạn nha. Ăn cơm ngon nhỉ, uống bia nhỉ. Ừ. Bên trong nó mềm, bên ngoài nó giòn. Chấm tương ớt ăn đúng bài luôn. Đây mời các bạn này. Rất đẹp luôn nhỉ. Mình không biết làm các bạn ạ. Mình không khéo tay nhưng mà thôi cũng được. Mỗi hôm mình sẽ làm một cái món cho các tem đậu lợn mỡ mình ăn các bạn ạ. Mấy hôm nay thì mình đang đi làm rất là bận nên là mình chưa làm được cái món phức tạp. Mai ngày kia sẽ nướng xúc xích nhỉ, xong nướng gà. Con ngồi đi, cái con gì đấy kêu. Lại kêu. Chờ muốn mua cóc kẹt kêu. Kêu đàn vịt các bạn nhỉ, vịt đang bơi. Bây giờ rất là mát luôn. Rồi ok, bây giờ là mình với cái tem đậu lợn mỡ mình đã tiếp tục ăn các bạn nhé. Ngon không? Ngon không? Ngon. Đảo ngon không? Ngon. Ngồi khoanh chân cẩn thận này, sao ngồi nghiêng nghiêng vậy? Đấy, đảo đẹp trai nhỉ. Đấy, chị Hồng Quyên, chị Thủy Dương. Mai mà bác được nghỉ là bác trong suối, bác cháu mình nấu xúc xích. Mà khoảng mấy giờ về cơ? Đi tí rồi. Ví dụ nó dâm như này, bác cháu mình 1 giờ đi thì khoảng 3-4 giờ là về thôi. Nếu đi buổi sáng thì bố. Nó dâm đi buổi sáng. Bố ăn. Ừ, im bố lấy ăn nữa. Ờ, ok. Đấy, ui giời, ngon nhỉ. Mang cả nước lạnh đi kìa. Cái miếng cái của ăn thỏa giòn lắm ấy. Nó vàng vậy. Mềm, mềm. Bên trong nó mềm mà. Ăn giòn đấy. Các canh về thằng Hiếu. Hiếu. Canh. Ăn kìa. Chuẩn bị chạy nó ngạc rồi. Ăn đi không. Ừ đẹp trai không? Không. Đi, ta đi ra đây, ta đi ra bàn chơi. Hả mày đẹp trai không? Ờ đi dép quyền kìa. Tao dép gì đấy mà. Ngồi đây chơi, lên
đi về. Chưa về, trâu đã ra được một bài. Đợi trâu ra chỉ biết là bao lâu không? Tuấn đẹp trai. Rồi ok các bạn ơi, là mình với cái tem đậu lợn mỡ của mình là ăn có gặp cả trẻ trâu các bạn. Đây gặp cả thằng cháu nó đi chăn trâu là ăn luôn, ăn hết rồi đây này. Mình với cái tem đậu lợn mỡ của mình là ăn hết rồi các bạn này. Là bây giờ là mình cũng đi về thôi. Nào lại tiếp tục đây, đi về. Ừ, đi về con, đi về. A đù. Chị anh cầm luôn. Thôi anh cứ ngồi đấy nhá, đi về đấy. Rồi chị anh đây, chị anh như. Đây chị anh. Rồi món bim bim này rất là ngon. Bim bim khoai. Ngoan không mấy đứa, hôm nay ngoan không? Cũng muộn rồi các bạn nha, giờ với bim bim khoai là mình cũng ăn xong rồi. Bây giờ là mình cũng xin kết thúc video đây các bạn ơi. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe và bấm cái chuông bên cạnh để ủng hộ bố con mình nha. Xin chào mẹ các bạn. Các bạn nhớ đâu tiếp theo. Bye. Chào các bạn nha.